Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại Vịnh Hạ Long và đây là cái bến cảng quốc tế các bạn ha. Khách thì sẽ đến đây và làm thủ tục check-in, sau đó thì sẽ ngủ trên tàu một đêm, sau đó thì ngày mai sẽ quay trở lại tại đây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ quay lại một cảnh, cái quang cảnh ngay bây giờ tại Vịnh Hạ Long cho các bạn xem ha. Ngày hôm nay thì đây, thời tiết đang có vừa đêm qua vừa có mưa và ngày hôm nay thì đang cũng khá là đẹp, cũng không đến nỗi các bạn ạ. Đây là cảng quốc tế các bạn ha, có rất là nhiều các nô, các số ở đây. Nó sẽ trải dài từ bên này sang bên kia. Đây là khu vực cảng quốc tế Tuần Châu cho những khách lên tàu và ngủ trên tàu. Những cái tàu này là để sẽ ngủ ngoài vịnh này, ăn uống ngủ nghỉ hết trên vịnh luôn, sau đó thì ngày mai sẽ quay lại đây để mà đi về thôi. Có những cái tour sẽ ngủ 2 đêm các bạn ạ, cũng có những tour chỉ ngủ 1 đêm thôi. Mười hai giờ sẽ là thời gian mà khách sẽ làm thủ tục check in và lên tàu đi ra vịnh. Là đông khách nước ngoài luôn. Số lượng khách về Vịnh Hạ Long rất là nhiều luôn. Đặc biệt là những ngày hè có cả khách địa phương nữa, khách Việt Nam. Nhưng mà hiện tại chủ yếu là gần như 80% sẽ là khách nước ngoài các bạn ạ. Wow. Ừ. Sẽ chuyển cả hành lý này đi. Rất là may hôm nay thời tiết không có mưa các bạn ạ. Dự báo là mưa nhưng mà đến đây thì sẽ đang có dấu hiệu là tốt dần lên và đang nắng lên đây các bạn ạ. Rất là đông khách du lịch luôn. Check in để cho khách lên tàu. Rất là nhiều khách nước ngoài các bạn ạ. Đây là mới chỉ là một bến của khu du lịch Tuần Châu cho khách đi thôi. Còn đâu dọc cái đường này rất là đông luôn. Velos Cruise. Đây, khách của mình sẽ đi cái tàu Velos Cruise này. Xin hỏi cái tàu Lotus là tàu nào vậy? Lần lượt từng khách một sẽ đi xuống. Quá đẹp luôn. Du lịch đã thực sự trở lại sau rất là nhiều năm Covid. Bây giờ Hạ Long đang trở lại một cách rất là mạnh mẽ luôn. Cái năm Covid mình có đến đây nhưng mà mình không thấy có một bóng du khách, không thấy có một bóng người nào các bạn ạ. Bây giờ thì đã khác hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ quay sang thêm một cái khu bên ngoài để cho các bạn xem ha. Rất là đông luôn. Khách toàn khách tour các bạn ạ. Toàn những xe to, xe bay 4-5 chỗ. Rất là nhiều luôn. Hạ Long rất là đẹp các bạn ạ. Có thể nói Vịnh Hạ Long rất là tuyệt vời luôn. Thôi hai ngày
rất là nhiều khách quốc tế đến đây. Một lần, hai lần, ba lần. Đây là phòng chờ cho khách. Người có thể uống cà phê ở đây. Đó, trong này có rất là nhiều cái khu mà shop house thương mại đang có hoàn thiện để bàn giao lại cho khách hàng, để sẽ thành những cái khu thương mại buôn bán tấp lập tại cảng Tuần Châu này. Quá rộng luôn các bạn ạ. Này, tít trong kia cũng có mà. Chủ yếu là khách tour. Du khách đến với Hạ Long thì cũng có thể thưởng thức những cái món hải sản rất là đặc sắc ở đây. Các loại tôm, cua, cá, ốc rất là ngon. Khi mà đến với thành phố biển Hạ Long này, một thành phố mà có lẽ nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Đó. Đi dạo ở đây rất là thư giãn các bạn ạ. Ở đây cách trung tâm đâu đó còn khoảng 10 cây số các bạn ạ. Mình sẽ di chuyển theo cái con đường ra đảo Tuần Châu này để mà ra thành phố. Bên này cũng có cảng. Đó, có những cái nhà hàng, quán cà phê của những cái bãi tàu sẽ kiểu họ thuê riêng cái mặt bằng này để cho cái bến tàu của họ. Stella. Đây là một lô này. Đây là lô 24 thuộc của con tàu Nagarina 5 sao. Đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích ở đây vì họ làm những cái con đường rất là rộng luôn cho những cái xe tour kiểu như này đỗ ở đây rất là thoải mái, rộng rãi. Đang có những cái hạt mưa lấm tấm. Nhưng mà mưa như thế này thì cũng không ảnh hưởng hết các bạn ạ. Bởi vì là nếu mà có bão thì các chuyến tàu này sẽ không được ra. Nhưng mà mưa này là mưa rất là nhỏ, vẫn trong điều kiện có thể đi ra được. Hạ Long Star Cruise La Gerardina sẽ có một cái tàu nhỏ, có lẽ là đi theo sau để chở hành lý và những cái đồ ăn cho khách luôn. Còn đây là tàu chính ấy, cho khách ngủ trên này luôn. Có cả dịch vụ calo các bạn ha, đi calo và seaplane là máy bay đường thủy các bạn ạ. Đông luôn.
Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có review qua một chút cảnh quốc tế, cảng quốc tế Tuần Châu các bạn ha. Các bạn có thấy cảng quốc tế Tuần Châu có đẹp không ạ? Thấy Hạ Long trở lại với du lịch có tuyệt vời không? Có bứt phá không ạ? Các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.